À, thì bây giờ tính toán là giữa hai bên, rồi giữa em là tính toán mấy lâu nay, tại lúc đó là bây giờ, nhà, bây giờ thầy sẽ gặp chủ nhà, thì chủ nhà chủ không có thể mà hiểu thông cảm cho người thuê như là em đây, bởi vì chỉ biết là 50 triệu tiền cọc với tiền nhà mà quá nhiều, làm sao mới thể tránh được nổi hết, người ta mới nói dịch này là thực hiện bất khả kháng, ai cũng biết rằng các hợp đồng nếu như mà không có dịch á thì có thể rất là dễ dàng luôn, thuê cả năm mấy rồi không có bao giờ mà thiếu tiền hết trơn á, chỉ có dịch thôi mà nó làm như vậy, nhưng mà chủ nhà người ta không thương xót, người ta không có mấy. Bây giờ trong hợp đồng làm sao mà làm được? Bây giờ chú làm với chú bảo các bạn nói gì hết hợp đồng rồi, không thể bây giờ cái kia là thắng rồi như này, cái hợp đồng nhà ấy là đặt cọc 50 triệu, nếu mà bên A như bên nhà chị mà phá hợp đồng mà lấy nhà trước phải đền cọc 1 gấp đôi, nếu như đấy là bỏ, nếu mà bên B bây giờ thuê là 2 năm mà bây giờ vi phạm hợp đồng bỏ trước không đúng hạn hợp đồng thì coi như bên đó bỏ cọc. Nhưng bây giờ mới được 14 tháng bỏ cọc, bây giờ lại cứ vi phạm. Nói vậy hiểu rồi bác, nhưng mà đang trong mùa dịch khó khăn thì người ta phải tính toán với nhau. Hả, phải hiểu chứ đúng không? Chứ làm sao trong mùa dịch không vậy đâu. Chứ nó ở mà nó không khả năng luôn đấy. Không phải, bây giờ không có ngày ra đắng đâu, khả năng không vậy này. Chứ phải không phải đâu. Bây giờ bớt hay không là quyền cô, chứ mà quyền đúng. Đúng. Bây giờ tôi đổ bớt vào 2 triệu và 20 triệu. Đúng, đúng, không chấp nhận. Hay chấp nhận. Nhưng mà phải ngần thân thứ không đóng. Mới có 7 ngày trễ nhưng mà không đóng. Mới có 7 ngày là đủ luôn. Mới có 7 ngày đóng trễ là đủ luôn. Sang ngày thứ 8 cái gì? Đúng. Sang ngày thứ 8 đủ luôn. Trong quá đầu á. Trời ơi, không đất tổng như cái nhà của tôi. Mấy tháng liền ôm, mấy ông ôm đâu. Trời ơi. Mày ghi ông đi làm gì chết không? Trời ơi, bắt đánh đó. Bắt đánh đó. Người ta ghi hết đó. Nhà giàu mà vậy đó. Cứ thêm. Giàu mày sẽ làm mà ăn mà nghèo cũng làm mà ăn. Không phải nghèo cướp mà bằng người ta không hiểu. Nhưng mà người ta phải hiểu, nói cái giọng nghe chú nói này được. Giàu hay nghèo? Thì nó là... Nói này là bảy là đủ đâu. Bây giờ nè, chú chỉ giải quyết một vấn đề tiền cọc giữa mình với cô này để mình giải quyết, còn phải xin mời thư ra tòa, không nói nhiều. Dạ, vậy đúng. Nói là không, nói